Ok các bạn, thì hiện tại mình đã lắp đặt xong cái chiếc quạt trần này rồi. Các bạn thấy ở đây thì trên trần mình đã hoàn thiện xong rồi các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đi test hệ thống ánh sáng cũng như là mình test tốc độ quạt các bạn nhé. Thì như bạn thấy được đây thì đây nó là cái chiếc điều khiển của nó này các bạn. Đó, thì nó có bao gồm có 6 số này, tắt quạt này, với đây là nút chế độ tắt bật đèn này, rồi 1, 2, 4, 8 giờ này là hẹn giờ tắt máy này, hẹn giờ tắt quạt này. Cái phần nó có hai cái mũi tên này xoay xoay này thì nó chính là cái đảo chiều quạt các bạn nhé. Còn đây là hệ thống nút bấm để mà gió nó thoảng vụ, nút nó sẽ quay mạnh, nút thì nó sẽ quay nhẹ các bạn nhé. Rồi nó cơ bản thế thôi, thì mình sẽ bật test đèn các bạn cùng xem các bạn này. Mỗi lần mình bấm thì đèn nó sẽ nhảy một chế độ màu khác nhau. Đó, đèn thì rất là sáng. Buổi tối chúng ta có khi là ở trong phòng một mình thì chỉ cần bật một cái chiếc đèn của cái chiếc quạt này nó đủ sáng cả không gian phòng các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bật số 6 số to nhất các bạn nhé. Để mình test cho các bạn xem. Đó, dòng động cơ DC thì bao giờ cái khởi động của nó thì nó sẽ từ từ nó sẽ quay nhanh dần các bạn nhé. Không như thằng AC, khi bạn bật quá thì tầm khoảng 3 đến 4 giây thôi là nó đạt gần như vận tốc tối đa rồi. Và thằng này nó sẽ chậm hơn, nó sẽ mất tầm khoảng 8 đến 10 giây các bạn nhé. Thì nó mới đạt được vận tốc tối đa. Đó, với những cái không gian phòng kín như thế này các bạn nhé. Việc chúng ta sử dụng những cái dòng động cơ mà xả cánh nó càng dài thì nó sẽ tạo ra gió rất là lớn và cái độ nhiễu gió nữa các bạn nhé. Tại sao mình ở đấy mình nói là độ nhiễu gió là gì? Khi mà gió nó đập xuống xả nó sẽ bật ngược lại lên tường, nó theo cái đối lưu các bạn, nó sẽ quay lại lên trên quạt. Quạt cánh càng dài bao nhiêu các bạn nhá thì cái tỷ lệ mà nó sẽ bị nhiễu gió càng lớn bấy nhiêu. Nó sẽ quạt của chúng ta thì quay thì rất là cân rồi, nhưng vấn đề nó sẽ bị gọi là thỉnh thoảng nó bị đung đưa nhẹ nhẹ kiểu này. Nó chính là do hiện tượng gió đối với điều quạt, các bạn thấy được đó, các bạn thấy chưa, cái kia đó chỉ có gió của quạt mà nó đưa cái thứ bóng nó bay lên tới ở trên này rồi các bạn. Đó, nó lại bay xuống rồi đó các bạn nhìn này. Đó thì các bạn thấy được rằng cái lượng gió ở đây thì nó rất là mạnh các bạn nhá. Có thể các bạn sẽ không cảm nhận, nhìn qua video này các bạn không thấy đâu, nhưng mà trên thực tế thì gió rất là mạnh, các bạn thấy được cái tiếng bóng kìa. Đó, rất là hay. Vâng, và bây giờ mình sẽ đi test cái lượng gió xuống thế này để cho các bạn cùng thấy các bạn nhé. Bằng cách là mình sẽ vơ tất cả những tiếng bóng này, mình vơ tất cả những tiếng bóng này lại các bạn. Mình sẽ cho nó vào giữa các bạn nhé, để các bạn sẽ thấy được là cái gió nó đẩy ra như thế nào. Rồi, và bây giờ mình sẽ chặn nó xuống vị trí giữa cái quạt này các bạn nhé. Đó, các bạn thấy nó khi mà nó gió nó xuống các bạn, đó nó đẩy hết tất cả những cái túi bóng nó đẩy ra ngoài rồi, thì các bạn thấy được rằng cái lượng gió nó rất là lớn các bạn. Đó, và đặc biệt là khi mà vào những trong góc các bạn, ví dụ những cái túi bóng như thế này các bạn, nếu mà các bạn mà để nó nằm ở góc như thế này thì cái lượng gió các bạn thấy chưa, đó thì cái lượng gió của nó thì nó sẽ rất là lớn như thế này các bạn nhé. Thì để các bạn thấy được là cái với cái sải cánh 1m67 như thế này thì cái lượng gió nó tạo ra cho cái phòng này thì nó rất là ok. Rồi, đó cái chiếc quạt này thì quay rất là tốt rồi các bạn nhé. Thì các bạn không có gì chúng ta phải phàn nàn về cái độ mát của cái chiếc quạt này. Đó, một chiếc quạt 6 cánh nhựa ABS, sải cánh 1m67, cực kỳ mát cho cái diện tích không gian phòng nó rơi vào tầm khoảng hơn 20m như thế này. Đó, các bạn thấy là gió trong góc nó bay phần phần luôn. Rồi, đó ok, thì đó chính là cái cách để chúng ta sẽ lắp ráp một cái chiếc quạt trần trang trí 6 cánh nhựa ABS các bạn nhé. Và đặc biệt ở đây thì là dòng kính nhựa màu ghi bạc này các bạn. Đó. Thân vỏ của chiếc quạt này nó được mạ bằng một lớp mạ như inox các bạn. Nó nhìn rất là sáng bóng và nó đẹp. Và nó đặc biệt là nhìn nó rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Các bạn muốn tìm hiểu hay tham khảo thêm về cái mẫu quạt trần trang trí thì các bạn liên hệ với thể diện đèn trang trí qua số điện thoại mình đã ghi trên màn hình các bạn nhé, để bên mình được hỗ trợ và tư vấn cho các bạn dòng sản phẩm nào đó phù hợp với nhu cầu của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.